Xin mọi người xin chào cả nhà. Em giới thiệu các bác chiếc nồi chiên không dầu Philips rất đẹp, rất mới các bác nhé. Một con nồi sử dụng phím điện tử. Đây, các bác điều chỉnh thời gian rất dễ dùng luôn nhé. Điều chỉnh nhiệt độ này, bao nhiêu độ C. Bấm play là chạy này. Tắt nguồn này. Bật này. Đây. Còn rất mới luôn các bác. Nồi chiên không dầu Philips, hàng Nhật chính hãng xịn luôn đấy ạ. Hàng chính hãng Philips các bác nhá, chứ không phải hàng nhái như trên thị trường đâu ạ. Hàng sử dụng cho thị trường Nhật, nó địa điện 100V, cho nên các bác hoàn toàn yên tâm, không lo mua phải nồi nhái nhá. Này, còn rất mới các bác này, gần như là chưa dùng luôn. Này, như mới nhá. Phần may so này các bác này. Đây, mới cóng luôn. Đây, còn chưa bám mỡ cơ. Rất là mới, nó chắc chỉ dùng được vài lần thôi ạ. Ruột rất mới, sạch đẹp nhé. Đã chạy test ok, ngon lành này. Chiếc nồi chiên không dầu, chiều ngang của nó được găng gần găng tay các bạn. Nhiều bác cứ hỏi nồi chiên không dầu nướng là con gà không. Thưa với các bác là nồi chiên không dầu Nhật thì nó chỉ làm những món ăn nhỏ. Đấy, làm ăn món ăn nhỏ các bác nha, chứ không ai có cho được cả con gà vào trong cái nồi chiên này đâu ạ. Đấy, hàng ngày các bác làm những cái miếng thịt hoặc là những cái phần cánh, phần đùi gà nhỏ nhỏ vừa vừa đối với một gia đình ăn thôi, chứ còn nó không phù hợp để mình nấu nướng cả một con gà đâu ạ. Đấy, chạy thử các bác nhé. Đấy, hẹn thời gian này, 2 phút. Đấy. Đấy, nồi Nhật nó chạy điện 100V các bác nhé. Đấy. Đấy, chạy điện 100V thì các bác lưu ý là điện 100V. Đấy, nóng, test ok, ngon lành, tình trạng còn rất mới này các bác. Rất đẹp luôn. Đấy. Chiếc này em bán là 2,6 triệu nhé. Bảo hành 6 tháng cho các bác. Bác nào có nhu cầu các bác alo nhé. Nồi chiên không dầu Nhật, nồi điện. Chào các bác.